Xin lỗi, mình không biết. Đối bất chí, wǒ bù zhì dào. Đối bất chí, wǒ bù zhì dào. Hay nghe từ không có gì, không sao. Mấy quan xì. Mấy quan xì. Mấy. Mấy. Quan. Quan. Xì. Xì. Mấy quan xì. Mấy quan xì. Hay nói không sao, không có gì. Mấy quan xì. Mấy quan xì. Từ này thường được trả lời cho câu đối bất chí. Hay nói xin lỗi, mình không biết. Đối bất chí, wǒ bù zhì dào. Đối bất chí, wǒ bù zhì dào. Không có gì, không sao cả. Mấy quan xì. Mấy quan xì. Hay nghe từ tạm biệt. Zài jiàn. Âm Hán Việt là tái kiến. Zài jiàn. Zài. Zài. Jiàn. Jiàn. Zài jiàn. Zài jiàn. Hay nói tạm biệt. Zài jiàn. Zài jiàn. Được rồi, tạm biệt. Hǎo, zài jiàn. Hǎo, zài jiàn. Hay nói, kia là bạn tôi. Nà shì wǒ péng yǒu. Nà shì wǒ péng yǒu. Hay nghe cách nói, vậy tạm biệt. Nà zài jiàn. Nà zài jiàn. Từ nà, trong từ kia là, có thể có nghĩa là vậy, vậy thì. Nà. Vậy tạm biệt. Nà zài jiàn. Nà zài jiàn. Vậy còn bố mẹ cậu thì sao? Nà nǐ bà bà má má nè? Nà nǐ bà bà má má nè? Vậy tạm biệt. Nà zài jiàn. Nà zài jiàn. Hay nói, được rồi, vậy tạm biệt. Hǎo, nà zài jiàn. Hǎo, nà zài jiàn. Tạm biệt. Zài jiàn. Zài jiàn. Không có gì, không sao cả. Mấy quan xì. Mấy quan xì. Xin lỗi, mình không biết cô ấy đang ở đâu cả. Đối bất chí, wǒ bù zhì dào tā zài nǎo. Đối bất chí, wǒ bù zhì dào tā zài nǎo. Anh không biết cô ấy đang ở đâu à? Nǐ bù zhì dào tā zài nǎo ma? Nǐ bù zhì dào tā zài nǎo ma? Xin hỏi Vương Tiểu Vân có ở đây không? Xin hỏi Wang Xiao Yun zài ma? Xin hỏi Wang Xiao Yun zài ma?
Bạn ấy đang không ở đây. Tha bú giải. Tha bú giải. Xin hỏi anh có biết cô ấy đang ở đâu không? Xin hỏi anh có biết cô ấy đang ở đâu không? 请问你知道他在哪儿吗? Cô ấy đang ở ký túc xá. Tha zài sù sè. Tha zài sù sè.